Xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn về một mẫu xe bên em vừa mới nhập về đấy. Đó là mẫu Hyundai Accent sản xuất 2014, bản nhập khẩu. Hộp số là hộp số sàn. Xe có nước sơn màu bạc. Rất là đẹp luôn. Xe mang biển số 98-20500, biển số của Bắc Giang. Em sẽ đi tổng quan về ngoại thất của chiếc xe này để cho chúng ta có cái nhìn bao quát nhất về chiếc Hyundai Accent này. Chiếc Hyundai Accent này thì đây ạ, sinh nhan tích hợp trên gương này. Đấy, rồi gương kính chỉnh điện. La răng đúc phanh ABS 4 bánh chống bó cứng. Điều hòa mát, âm thanh hay. Xe thì trang bị 4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe. Có anten đầy đủ như cả nhà nhé. Xe trang bị động cơ 1.4. Và nó là bản nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Tổng thành của ngoài tổng thành của chiếc xe này thì rất là chắc chắn như cả nhà nhé. Rất là chắc chắn luôn. Rất chắc chắn bởi vì là thực ra dòng xe nhập khẩu mà. Cô bác anh chị và các bạn đã biết rồi. Dòng xe nhập khẩu thì chất lượng nó hoàn toàn khác so với những dòng xe lắp ráp tại trong nước. Chất lượng thì rất là ok luôn. Cả nhà nhé. Đó. Tổng ngoại thất của chiếc xe này thì không một vết xước nhỏ nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 385 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai Accent 2014 số sàn thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe nhé. Bây giờ mời cả nhà xem tiếp video đây ạ. Chúng ta có thể nhìn từ mặt đằng trước này. Nó là đèn bi salon siêu sáng này. Cả nhà nhé. Cùng với lại gì ạ? Một giải đèn LED chạy ban ngày. Bên dưới là hai đèn gầm hình mắt cáo cực kỳ đẹp luôn. Mặt ga lăng đằng trước thì độ logo lên mặt logo của nhà sản xuất Hyundai và được bọc mạ chrome rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Đây chúng ta sẽ kiểm tra về phần gương kính như lốp lác của chiếc xe này. Đây ạ, chúng ta có thể kiểm tra này. Lốp thì rất là dày nhé. Chiếc xe thì em vừa mới lấy về, đi trời mưa bão nên là em cũng chưa rửa ráy dọn dẹp gì luôn. Đây ạ, lốp rất là dày này. Lốp rất là dày luôn nhé cả nhà nhé. Đấy, lốp dày, phanh ABS này, la răng đúc đầy đủ luôn. Đây ạ, kính đây. Kính chính đây. Đó. Rồi xe thì có đăng kiểm đến tháng 11 năm 2019 này. Sinh nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn LED cả nhé. Đó, cực kỳ chất luôn. Đây. Kính đây ạ. Kính đó. Kính zin luôn cả nhé. Tất cả những tay nắm cửa này, đều được bọc mạ chrome hoàn toàn cả nhé. Đây kính này cũng là kính zin này. Đây ạ, kính zin của nhà sản xuất cả nhà nhé. Đây ạ, lốp sau này. Lốp sau rất là mới đẹp nhé cả nhé. Để rãnh rất là sâu luôn này. Lốp mới đẹp luôn. Cực kỳ chất luôn. La răng đúc phanh ABS 4 bánh chống bó cứng. Đây chúng ta có thể nhìn tổng của đây. Tất cả các chi tiết luôn rất là khít đẹp nhé cả nhà nhé. Rất khít đẹp. Cực kỳ chất đẹp luôn. Đây ạ. Xe thì trang bị này. 4 cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe cả nhá. Tất cả những cái việc này đều được bọc mạ chrome hết này. Logo Hyundai, Hyundai Accent. Đấy, đèn sau này. Rất sáng luôn. Hai bên không hề khác màu cả nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Kính sau đây cả nhá. Kính sau là kính zin này. Đấy, là kính zin luôn này. Lốp này. Taro này. Nguyên luôn, lốp rất là dày nhá cả nhá. Rất đẹp luôn. Tất cả các chi tiết luôn. Đây, tay nắm cửa cũng bọc mạ chrome này. Kính zin này. Kính zin của nhà xuất này. Kính của hãng luôn cả nhá. Tay nắm cửa bọc mạ chrome hoàn toàn luôn. Đây cũng vậy này. Sinh nhan tích hợp trên gương. Lốp trước đây. Rất dày và đẹp luôn cả nhà nhá. Chỉ với 385 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu một chiếc Hyundai Accent đời cao rồi. 2014. Và chiếc xe này thì bên em hỗ trợ banh là 70% giá trị xe nhé cả nhà nhé. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe luôn. Đây ạ, tất cả keo chỉ bao zin luôn cả nhà nhé.
keo chỉ đẹp luôn này. Đó, keo chỉ cực kỳ chất luôn. Keo chỉ cực kỳ chất luôn cả nhé. Đây ạ, táp ly táp lô rất sần đẹp, không hề bị bóng mờ này. Nguyên phần này nó vẫn là nỉ nguyên bản cả nhé, nỉ nguyên bản này. Xe thì gương kính chỉnh điện này. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đây, cho ta nhìn này, ghế nỉ nguyên bản theo xe nhé. Ghế nỉ nguyên bản theo xe luôn này. Đó, ghế nỉ nguyên bản theo xe luôn, vô lăng tích hợp bàn phím này. Vô lăng tích hợp bàn phím luôn. Đây, điều hòa này. Điều hòa chỉnh tay. Số sàn. Đó, số sàn. Xe số thì còn rất là mới đẹp nhé cả nhé. Đây, tay nắm số này. Tay nắm cần số này, rất mới đẹp luôn, không hề bị bóng mờ. Phanh tay cũng rất là mới đẹp luôn. Đây, điều hòa chỉnh tay. Điều hòa chỉnh tay có sấy kính sửa kính đàng hoàng cả nhé. Sấy kính sửa kính đàng hoàng luôn. Đây, có cổng điện ra 12V này. Và hai cổng điện ra 12V cả nhé. Cổng AUX này, kết nối điện thoại này. Rồi cổng USB này. Đó, đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Không thiếu một cái chức năng gì luôn. Đây, em sẽ nổ máy lên cho cả nhà xem. Đây, bảng đồng hồ hiển thị thì nhìn nó rất là đẹp luôn, bố trí cực kỳ đẹp luôn cả nhé, bố trí cực kỳ đẹp luôn. Cũng như là giữa hai bảng đồng hồ như là công tơ mét này, vòng tua máy thì nó là bảng ốp đồ của chiếc xe này và báo nhiệt độ của máy này, báo xăng này, báo nhiên liệu đấy ạ. Và ốp đồ của chiếc xe này đi được 62.561 km, 6.2 vạn. Nói chung là chiếc xe này đi tương đối ít cả nhé, tương đối ít này. Chúng ta nhìn này, táp ly táp lô này, cực kỳ sạch sẽ luôn. Rất đặc biệt đó là chỉ thêu 5D này, trần chỉ thêu 5D luôn. Trần chỉ thêu 5D nhé cả nhé. Rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Ghế bọc nỉ, ghế nỉ nguyên bản theo xe này. Ghế nỉ nguyên bản theo xe cả nhé. Ghế nỉ nguyên bản theo xe luôn. Cực kỳ chất đẹp luôn. Cực kỳ chất đẹp luôn. Đầy đủ luôn, không thiếu bất kỳ chi tiết nào luôn. Điều hòa rất là mát cả nhé. Điều hòa rất là mát luôn. Đây, đài thì nghe MP3 rồi, đầu đĩa đầy đủ luôn. Rất chất đẹp, tất cả những tấm chắn nắng này. Tất cả những tấm chắn nắng theo xe. Tất cả những tấm chắn nắng theo xe còn nguyên cả nhé. Còn nguyên luôn, trần chỉ thêu này, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ chất luôn. Lót sàn nỉ nguyên bản này. Đấy, nó sàn nỉ nguyên bản luôn, cực kỳ chất đẹp luôn. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhập khẩu nguyên chiếc cả nhé. Đây, chúng ta có thể kiểm tra keo chỉ của chiếc cánh này. Đó, keo chỉ này. Đó, móng tang bao zin luôn cho cả nhà luôn. Keo chỉ bao zin luôn, rất chất đẹp luôn. Đó, rất chất đẹp luôn. Tất cả những đây, bản lề cánh cửa đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái ra ghế nỉ theo xe luôn này, ghế bọc nỉ theo xe luôn, ghế nỉ nguyên bản cả nhé, ghế nỉ nguyên bản luôn, trần chỉ thêu 5D cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp luôn cho cả nhà nhé. Đây ạ, chúng ta có thể kiểm tra phần cốp đít này, tất cả các ốc đinh táo của nhà sản xuất này. Đó, các ốc đinh táo của nhà sản xuất này còn nguyên nhé cả nhà nhé. Đó, keo chỉ này rất khít đẹp luôn. Đó, keo chỉ tất cả những cái ốc gioăn cao su này còn nhé cả nhà nhé, còn luôn. À, tất cả các lỗ này. À, tròn xoe luôn cả nhà nhé, tròn xoe luôn. Đây cũng vậy này, ốc đinh táo nhà sản xuất này. À, ốc đinh táo nhà sản xuất này còn nguyên luôn. À, cốp đựng đồ thì cực kỳ rộng rãi rồi, cực kỳ rộng rãi cả nhà nhé. À, cốp đựng đồ thì cực kỳ rộng rãi luôn. Lốp và kích các thứ là đầy đủ luôn cả nhà nhé, kích lắp đầy đủ luôn. Lốp dự phòng đây ạ. Lốp dự phòng còn mới nhé cả nhà nhé. Lốp dự phòng còn mới này. Đó. Tất cả các chi tiết rất đẹp luôn. Trên chiếc Hyundai Accent này. Đây, chúng ta có thể kiểm tra tiếp keo chỉ trên các cánh cửa luôn. Đây ạ. Keo chỉ bao zin nhé cả nhà nhé. Keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà luôn đây ạ. Đấy, keo chỉ bao zin luôn. Rất chất đẹp luôn. Rất chất đẹp luôn. Đây, em sẽ soi gầm cho cả nhà xem.
gầm bệ thì không hề bị mục mọt, mối mọt, không có dấu hiệu gì sét thế này. Gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn đấy. Cực kỳ chắc chắn luôn. Chỉ với giá là 385 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc Hyundai Accent đời cao rồi, đời 2014. Và chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ banh 70% giá trị xe nhé cả nhà nhé. Và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc luôn. Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho cả nhà nhé. Keo chỉ bao zin luôn. Đây hộp để đồ rất là rộng luôn này. Cực kỳ rộng luôn. Kể cả tất cả những cái tay nắm cửa trong này đều bọc mạ chrome hết này. Bản lề cánh cửa này. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ chắc chắn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đây ạ, hộp để đồ này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Tắp ly tắp lô thì sạch sẽ, ghế bọc nỉ nguyên bản. Đời cao, đời 2014. Đời 2014. Đời rất cao luôn mà chỉ có hơn 300 thôi, chưa đầy 400 triệu chúng ta đã sở hữu rồi. Có ba anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai Accent đời cao này thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem đến phần động cơ của chiếc xe này nhé. Đây ạ. Tất cả các chi tiết này. Tai đèn zin của nhà sản xuất này. Đó, tất cả các chi tiết này rất khét đẹp luôn. Đây. Keo chỉ đây. Đó. Đây các lỗ à, tròn xoe luôn cả nhé. Các lỗ tròn xoe luôn. Các lỗ tròn xoe luôn, rất khít đẹp luôn, tất cả các chi tiết này. À, rất khít đẹp luôn. Cực kỳ chất luôn. Đây, tai đèn zin của nhà sản xuất đây. Tất cả các chi tiết đây. À, máy móc này. Chất lừ luôn. Đây ạ. Chúng ta nhìn được dàn chassis bên dưới này. Nguyên sơn luôn. Phanh ABS này. Nguyên ốc 7 màu luôn. Nguyên 7 màu của QC nhà máy này. Động cơ 1.4. Nó chỉ rơi vào tầm 6 lít, dưới 6 lít trên 100 km thôi. 5 lít dưới đến 6 lít. Động cơ 1.4 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cả nhé. Đi còn ít hơn cả Vios luôn. Đó. Đi còn ít hơn cả Vios cả nhé. Tất cả các chi tiết rất khít đẹp luôn. Đó. Rất khít đẹp luôn. Em sẽ soi tất cả các chi tiết cho cô bác anh chị và các bạn cùng xem. Đây, đến mặt máy này tất cả những con ốc còn nguyên luôn, chưa có hề có nốt đinh nốt cà lê mỏ nết luôn, nốt vặn luôn. Đó, cực kỳ khít đẹp luôn. Vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Hyundai Accent sản xuất 2014 nhập khẩu, hộp số là hộp số sàn. Các anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Hyundai Accent thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Em xin nhắc lại là chiếc xe này sản xuất 2014, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 1.4, bên em đang bán với giá là 385 triệu. Các anh chị và các bạn mà đang tìm mua thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Các anh chị và các bạn mà đang xem trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Khi chúng ta nút màu đỏ đăng ký rồi thì nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu về những mẫu xe mới nhất về bên em ạ. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video ạ. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.